Clip này em Tuấn sẽ giới thiệu đến các bác con âm ly, dòng âm ly mini. Con âm ly mini này. Con này có mức giá là 395k nhé, 395k. Con âm ly mini 395k này báo cáo các bác là đang đánh với lại đôi loa gì đây? Henry, loa đến từ Canada, được thiết kế với một bát và hai con tép hai bên. Loa Henry này 2,9 triệu. Con âm ly này các bác có thể lắp cho những căn phòng ngủ này, phòng nhỏ trên ô tô, xe. Tóm lại là nó có giá để vít hết trên xe ô tô rồi các bác. Dùng ô tô hoặc là phòng ngủ. Điện nó chạy điện 12V. Quá tuyệt vời bác nhé. Điện 12V bây giờ tất cả gia đình các bác chỉ cần có cái củ điện này. Hầu như ở gia đình nào cũng có những củ sạc như này bác nhìn này. Đấy. Củ như này nó dùng cho một số thiết bị nhỏ. Con này thì âm ly mới này thì nó không có củ 12V, nhưng cái củ 12V này thì nhiều lắm, mọi nhà đều có. Đấy, mức giá là 395.000 con âm ly này. Sau đây em Tuấn sẽ test cho bác nghe nhé. À, vừa cho bác nhìn chi tiết đi. Con này báo các bác này, nói luôn này, con này là cổng volume này, cổng chỉnh bass này, cổng chỉnh tép, và đặc biệt là con này lại có cổng loa súp nhé, có cổng súp trầm riêng. Đây là cổng của súp trầm riêng, cái cục này là cục súp trầm riêng. Em vặn nhé, đây vặn vặn xuống hết nhé, vặn xuống hết, bởi vì là hiện tại là không, cái đây là cổng bát, có nghĩa là riêng cho con súp con trầm của bác đấy. Đấy, tín hiệu ra chỉ có súp tiếng bát thôi, không có giải 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 cao. Về phía sau thì có cổng loa ra đây, loa đây, cổng vế trái và vế phải. Nếu các bác nào đấu cho ô tô thì hai cánh vế phải bác đấu vào đây và hai cánh vế trái bác đấu vào đây. Còn cái cổng này bác nhìn là cổng gì không? Đây là cổng ra loa súp ạ, đây là cổng ra loa súp. Ok chưa? Cổng ra loa súp đây. Và còn đây là cổng tín hiệu cắm điện thoại, máy tính laptop vào đây, em đang cắm điện thoại vào đây. Còn đây là đường điện 12V 3A. Đấy, còn tất cả đây là vừa làm tản nhiệt trên toàn thân luôn. Bác nhìn xem, mà thế mà nó dám phang đôi loa này. Sau đây em mời các bác nhé. Em test cho bác luôn này. Đây là volume to nhỏ của tổng nhé. Loa này nó còn chơi được, loa ô tô các bác thì nó đánh cho rung xe luôn. Nha. Mở nhạc khác cho bác xem. À, dòng này thì các bác chơi tất cả các dòng loa Buxell cho em, hoặc là đấu độ trên xe ô tô, các loại ô tô hoặc các phòng ngủ, rất là gọn bác nhé, cực kỳ gọn luôn, gọn nhẹ nhỏ, giá trị chất lượng âm thanh thì phải nói luôn là với tầm tiền 395k thì phải nói là nó quá bèo cho bác rồi. Em chào các bác, báo cáo các bác là cái clip mà em chuẩn bị chia sẻ cho bác đây. À, đây là một bộ bơm bơm xe ô tô bác nhé. Bộ bơm xe này dùng điện 12V, có nghĩa là các bác cắm vào tẩu ấy, tẩu trên xe ô tô thì xe nào cũng có, đặc biệt là xe nào cũng có. À, không phải tự nhiên là em lại tự nhiên em nhảy sang bán cái loại bơm xe ô tô ấy đâu, mà chính thức là nó bắt nguồn từ con xe ô tô của em thì bắt đầu nó mới ra. Em thấy nó quá hiệu quả, nó hiệu quả cực kỳ luôn, hầu như là bác nào cũng có thể tự vá xe được, mà kể cả là phụ nữ, được chưa ạ? Thì để như nào thì đây.
À, cái giới thiệu thì đầu tiên là các bác biết là cái con xe này của em thì như các bác biết là cái đường kính bánh của nó quá to. Nó quá to và với đây, đường kính của nó thì tận 315 bác nhá. 315 trên 35R20 110 bác nhìn chưa? 315, cái đường kính bản của bánh này nó quá to, có nghĩa là tất cả ở khu em ở thành thành ở thị trấn này, ở huyện này không có con máy nào có thể vam được để tháo con lốp này ra. Khi con xe này bục xăm thì báo cáo các bác là em chỉ có bó cánh, nói luôn một cách là bó cánh. Chính vì cái bó cánh đấy mà em đã tham khảo, có nghĩa là em đã dùng cái này khoảng độ gần 2 năm rồi chứ không phải bây giờ. Nhưng mà tự nhiên là em lại nghĩ ra là em lại thấy một số bác là kêu cũng trên diễn đàn ấy cũng kêu là kiểu bục xăm xong mình đi vá nó bất tiện đấy, bởi vì cái lốp này của mình nó quá to. Không những xe này, bây giờ nhiều xe bản nó to đấy, là những cái con vam ở lốp này họ không vam để ép được. Thì đây bác nhìn nhé, và con xe này em tuấn cũng đã vá rồi, bác nhìn chưa, đây vá đây 2 vết, bác nhìn thấy chưa, bác nhìn cái vết đinh này, đây là vết đinh vít mà bây giờ là ở ngoài đường. Đinh vít có nghĩa là cái thời bây giờ làm cơ khí rất là nhiều, 2 mũi liền, 2 cái mũi này bác nhìn chưa, 2 cái mũi này em đã vít cho 2 cái tự vá vào trong này rồi đấy, một người phụ nữ có thể vá được, bác nhìn nhé. Đấy, bác đợi em chút, em sẽ lấy cái vít. À, khi em bán cái bộ bơm này cho các bác thì em sẽ tặng cho các bác cả bộ, cả tô vít này và 10 cái đầu vít. 10 cái đầu vít này là đầu tự vá. Thì nó có hai loại kích cỡ, là kích cỡ vừa còn kích cỡ to hơn. Thì có nghĩa là khi các bác gặp một cái đinh vít là nó tầm cỡ nào thì bác vít cái loại đấy vào. Thì đây ạ. Chính cái này này. Được chưa? Đấy, em tối em quay ra cho bác này, ra cái vết bị bục rồi. Hiện tại bây giờ là trong trong nhá, đây này. Trong cái này này, trong cái 2 cái vết bục này của em này, nó đã có 2 cái đinh vít ở trong đấy rồi. Đây này, trong 2 cái vết bục này nó đã có 2 cái đầu vít này rồi, có nghĩa em vít cái đầu vít vào trong này rồi đấy, có nhìn chưa. Và các bác khi bị bục như này, các bác chỉ cần rút cái đinh nó bị cắm vào đây ra, bác lấy cắm cái đầu này vào và lấy tô vít xoay vào trong thôi, xoay vào trong sau đó bơm xe lên là ok, ai cũng làm được. Có nghĩa là phụ nữ cũng có thể tự vá được nhé, phụ nữ cũng có thể tự vá được, rất là đơn giản. Có nghĩa là khi xe mình bị bục, mình xuống mình tìm cái đinh nó vẫn còn găm ở đấy đấy, mình rút cái đinh cũ ra, sau đó mình dùng tô vít. Mình đây em tặng các bác một bộ này 10 miếng vá này luôn nhé, và cả tô vít. Khi đó là bác dùng tô vít này, bác xoáy cái vít này vào đúng cái lỗ đấy, vào đúng cái lỗ đấy thôi, thế là xong thôi. Có nghĩa là những tô vít này, tô vít em mua ngoài, và tất cả những cái miếng tự vá này em mua ngoài hết để em cho theo cái bộ này cho các bác. Bởi vì là các bác có mua bơm về, các bác cũng tìm mua tự vá nó rất là khó, nó bất tiện, nên em kèm theo cho bác 10 cái bộ tự vá và tô vít. Tại sao em lại mua những cái tô vít nó nhỏ như này? Thật ra là cái lực để mình vặn khi cái đinh nó đâm vào lốp ấy là nó đã sẵn một cái lỗ sẵn rồi, nên cái lực mình vặn vào nó không không cần nặng quá. Cái tô vít nhỏ để làm gì? Cái tô vít nhỏ để là mình có thể thả lọt vừa trong này đấy. Còn mời các bác xem clip sau em giới thiệu em test luôn nhé. Mức giá combo cả bộ này cho bác, cả một máy bơm này, cả bộ vá 480.000, quá rẻ cho các bác, xe nào cũng dùng được đấy. Chào các bác, mời các bác vào clip giới thiệu chi tiết. Vâng, báo cáo các bác là hàng đây, hàng đã về hết cho bác nhé. Hôm nay mà Tuấn sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm không thể thiếu cho tất cả các bác đi xe hơi, đi xe ô tô hoặc xe máy tùy các bác, nhưng mà tóm lại là đi xe hơi, xe điện, xe ô tô điện, xe nào cũng phải dùng, đó là những chiếc bơm. Những chiếc bơm này thì nó lại không như những chiếc bơm hàng ngày. Những chiếc bơm này thì nó báo cáo các bác là với trên xe của em lúc nào cũng có, mà xe của em lúc nào cũng có trên xe của em. Cái bộ hôm nay là riêng cái bơm này này thì bình thường các bác ấy bán cho, nhưng hôm nay em Tuấn đã mua thêm để hỗ trợ cho các bác cái sản phẩm để đi theo xe cho các bác, là gồm có cả tô vít này và cả những đầu vá tự động cho các bác nhé. Những cái đầu vá này tất cả ở trên này nó đổ một cái lớp keo, nói tóm lại là vá rất là tốt luôn. Em Tuấn đã vá rồi, và xe của em báo cáo bác là có những đợt em vá mà em chạy đi xuống dưới thành phố bao nhiêu lần mà em quên, em không 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 để tháo cái vít ra để em vá lại xe đấy, mà 5 7 tháng này nó cũng chả sao cả đấy. Nên là chút nữa em Tuấn sẽ quay cái chỗ xe em vá cho, mà cách đây khoảng hơn 4 tháng rồi không xuống một tí hơi nào, vẫn thế, em sẽ quay. Với sản phẩm như này thì báo cáo bác là đây là một sản phẩm, bác nhìn thấy biết rồi ạ,
Đây là chiếc bơm xe ô tô nhé, bơm xe ô tô. Bơm này chạy điện 12V, chạy điện 12V. Có chú ý của em nhé. Nên là các bác có thể cắm tàu trên ô tô đây này, đây này, nó dùng điện 12V. Đây này, nó sẽ gập cái vòi nhé. Đây này, đây là cái vòi bác gì hộ em nhé. Đây là cái vòi em sẽ gài gá cái giá lên cái giá, máy quay em nhấc cho bác nhìn để nó tiện hộ em, bởi vì là một mình làm mà. Đấy, bác nhìn nhé. Đây, em sẽ nhấc đây này. Bình thường là cuốn vào như này nó rất gọn, bác chỉ để vào hốp cốp ấy nó rất là tiện luôn, kiểu hốc đây. Đấy, nhấc ra này là cho vào đây, bác nhìn chưa, ra này. Hai là cái dây này các bác có thể cắm trên tàu, xe ô tô nào cũng có tàu rồi đúng không ạ, xe ô tô nào cũng có đường tàu 12V. Đấy, bác nhìn chưa, và dây thì rất là dài. Bình thường tất cả nhà sản xuất họ bán cho các bác những cái này thì nó chỉ có dùng cho này thôi. Đấy, đây 12V, 12V ạ, 12. Thì báo cáo bác là hôm nay em Tuấn sẽ gửi đến các bác cái máy bơm này, và em sẽ cho các bác 10 cái đầu vá nhé. Cái đầu vá này em sẽ mua ngoài, bởi vì cái bộ này họ không bán theo, mà em mua em cho luôn cả các bác tô vít luôn. Tại sao em cho cái tô vít này, bởi vì em mua cái tô vít nhỏ này thôi, bởi vì là khi cái lực tay mình vặn vào lốp ấy, nó không cần lực mạnh, nó chỉ cần là mình có cạnh để mình vặn, bởi vì cái xoay được cái này, cái cạnh này này, cái này nó có gen, bác nhìn nhé, cái chân tô vít này nó gen, bác nhìn nhá. Nhìn chưa, đấy nó có gen đấy, bác nhìn chưa, có gen là mình chỉ cần xoay thằng này vào cái chỗ lốp của mình bị bục thôi. Đấy, ví dụ lốp mình bị cắm cái đinh vít ra thì mình nhổ cái vít đấy ra, xong mình xoay đúng cái này vào, xoay này vào. Và tại sao em lại dùng cái này, dùng cái này nó sẽ thả được lọt vào trong đúng cái hốc này luôn cho bác, nó nhìn chưa. Đấy, nó không bị cồng kềnh, không, nó cồng kềnh quá là các bác hay bỏ nó ra rời ra chỗ khác mất, là đến lúc mình cần là lại không có tô vít. Mà cái tô vít là cái quan trọng nhất để khi mình thực hiện này. Và cái bộ bơm xe nhá, hôm nay em để cho bác cái bộ bơm xe này nhá, bộ bơm xe ô tô này và một tô vít, và em cho các bác 10 cái đầu vá này, 10 đầu vá này, hai loại kích thước khác nhau, 5 cái nhỡ và 5 cái vừa, có nghĩa là hai cái loại kích thước cỡ khác nhau đấy, để ví dụ như cái đinh nó nhỏ thì bác lắp cái loại nhỏ, mà cái đinh nó to thì bác lắp cái loại to vào, ok chưa, thoải mái. Đấy, thì sau đây em Tuấn sẽ cho các bác nhìn là cái sản phẩm mà em Tuấn đã làm nhé, đã làm tại xe của em. Đây, sau đây mời các bác ra, cái xe này là xe của em Tuấn đúng không ạ. Đấy, cái sản phẩm này thì xe nó hơi bật các bạn, vừa chạy đi thành phố về. Đây, trong hốc xe của em lúc nào em làm một cái bình này, em đựng cái vít đi này, em đựng cái vít vào đây, có nhìn chưa, xe của em luôn cũng có, lúc nào cũng có luôn đấy, và bơm sẵn đi kìa. Đấy, có nhìn chưa, đây có nhìn lại cái vết của em Tuấn vá nhá, nó vẫn còn vết hằn đây này, có nhìn đây, hai miếng liền luôn, có nhìn thấy chưa, có nhìn chưa, đây cái vết này đấy, trong cái đinh này này. Bác nhìn đây là hai cái mũ đinh mà hôm đấy dính hai cái đinh luôn. Hai cái mũ đinh này là hai cái mũ đinh của đinh bắn tôn đấy bác. Đinh bắn tôn đấy, bác nhìn chưa? Em Tuấn chỉ lấy tô vít, em lấy kìm em hoặc lấy tô vít em cậy ra. Em cậy ra xong em xoáy cái đầu đinh vào. Nên nó chìm trong này. Chính thức là cái đầu đinh em vừa giới thiệu cho bác bây giờ nó chìm ở trong này rồi. Nó chìm trong này. Và cái lốp xe này của em thì nó không bé. Cái bản này nó quá to đúng không ạ? Bản này là gì? 315, cái bản lốp của em 315. 315 này. Trên 35 R20 đây. Đúng chưa? Đấy. Mà 315 35 R20 110. Cái lốp bản lốp nó quá to như thế này này. Báo cáo các bác là một vài tháng hơi nó vẫn thế, nó chẳng xuống một tí nào. Đấy, nó không mất một tí nào bác nhé. Đây là trên xe của em luôn đấy. Thực tế của xe của em luôn. Mà tóm lại là vừa đi xe vừa chạy về đến đây xong, đi thành phố về mà cũng quên không vào hiệu để vá. Bởi vì cái xe này của em ấy, cái bản lốp nó rất to, chỉ vào hãng mới tháo được cái lốp vành này ra thôi. Nhưng mà báo cáo các bác là vá như này nó cũng quá quá tuyệt vời rồi. Em vá thật ra trên xe của em 4 bánh 5 bánh này em phải vá tầm 4 mũi rồi, 3 4, mà nó rất là nhanh gọn bác nhé, không phải cọc cạch, không phải tháo vành tháo lốp gì ra cả. Đấy, không phải tháo vành tháo lốp. Sau đây em Tuấn sẽ test cái chức năng chạy máy cho bác nhé. Bác đợi chút. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác nha. Cái máy bơm như thế này, được chưa? Máy bơm như này. Các bác chỉ cần tháo cái đầu dây ra nhé. Tháo đầu dây ra này, em tháo này. Em tháo cái đầu dây này ra bác nhé. Đấy. Cái đầu dây này rất là dài, các nhìn chưa? Rất là dài luôn. Ok chưa? Đấy, bây giờ các bác, em hướng dẫn các bác này. Cái đầu dây này nhá, bác cắm vào trên tẩu xe ô tô.
Có nghĩa là trên xe ô tô của bác thì xe nào cũng có tẩu đúng không? Ở trên đằng trước cũng có, đằng sau cũng có, con xe này thì nó nằm ở đây. Hoặc đằng sau cũng có, con xe của em đằng sau còn hai cái nữa. Đây bác cắm vào đây nhá, cắm vào đây này. Đấy, bác chỉ cần cắm vào đây thôi là xong. Đấy, cắm vào đấy, được chưa? Sau đó này, cái đầu này này, bác mở nó lên nhé, bác dựng nó, bác bật lên đây, đây nhá, bác bật nó ra này, bật nó ra, sau đó kẹp vào đây nhá, này, nó nhớ chưa? Bác ấn bác kẹp vào, này, đó, kẹp vào, bật công tắc để bơm. Ok chưa? Con xe của em nó đang báo là 2,8 rồi. Ok chưa? Đây. Đang báo. Nó nhìn thấy chưa? Bây giờ khi cắm vào cái thì cái áp suất trong xe nó đang báo luôn là xe em đang bao nhiêu cân. Nó nhìn thấy số lượng chưa? Đây, 0 này, 2 này. 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi bác nhá. Xe của em nó gần 3 cân rồi. Đấy, bác nhìn chưa? Ok chưa? Đấy, khi rút ra kim nó sẽ trở về luôn. Nó sẽ báo trọng lượng cân trên xe luôn. Lốp xe đấy các bác căn cứ vào cái này. Bác căn cứ vào đây và ví dụ xe của bác cần cân bao nhiêu cân thì nó sẽ báo tại đây luôn. Bác nhìn. Ok chưa? Đấy. Và chiếc máy bơm này em báo cho bác rồi nhá, mức giá 480.000. Tặng cho bác một tô vít và 10 đầu vá. 10 đầu vá. 10 cái đầu vá luôn. Là một tô vít vào 10 cái đầu vá, có nghĩa là chọn bộ cho bác, trên đường bác đi chỗ nào bác cũng vá được, vá xe bất cứ chỗ nào.